chuẩn bị đi tắm, nam thanh niên kinh ngạc khi chạm mặt hồn ma của người phụ nữ bí ẩn. Theo lời kể của người đàn ông đăng video, hôm đó vào khoảng 5 giờ chiều, sau khi trở về từ phòng tập gym và đang chuẩn bị đi tắm, bỗng một âm thanh kỳ lạ như tiếng cười của một người phụ nữ phát ra một cách bí ẩn bên dưới nhà. Cảm thấy hơi lo lắng, anh ta quyết định sẽ dùng điện thoại để quay lại cảnh tượng kỳ dị này. Theo dõi đoạn video, ta có thể thấy có một ai đó với mái tóc dài xõa xuống đang nấp phía sau cánh cửa nhà tắm và liên tục phát ra những tiếng cười mang rợ, khiến người đàn ông dựng tóc gáy. Anh ta thở gấp và liên tục cố gắng giao tiếp với kẻ đột nhập đó. Nhưng những gì nhận lại sau đó là cảm xúc kinh hoàng tột độ khi chứng kiến bóng đen đó dần khuất sau cánh cửa và biến mất vào hư vô. Amy! Đoạn video sau đó đã được người đàn ông đăng tải lên nền tảng TikTok và đã khiến cho cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Có người cho rằng ngôi nhà này đã được xây dựng gần một khu đất nghĩa trang nên bị những linh hồn lang thang quấy phá và khuyên anh ta tốt nhất nên chuyển tới nhà mới thì hơn. Số ít người thì cho rằng video trên được dàn dựng bởi người đàn ông nhằm đăng lên mạng câu view mà thôi. Bên dưới bài đăng rất nhiều bình luận đã được để lại. Thật là kinh dị quá, chủ clip có gọi thầy cúng không? Tôi cho số điện thoại nè. Chả có con ma nào ở đây cả. Anh ta và diễn viên sau bức tường đúng là có tài diễn xuất. Còn các bạn khán giả nghĩ sao về đoạn video trên? Hãy để lại bình luận xuống phía dưới cho mọi người cùng biết nhé.